Ngày chuẩn bị ăn chưa? Được rồi. Nếu mà ăn hết, thằng nào ăn hết nhá, nhận phần thưởng 100 nhá. Bây giờ tao sẽ đưa tiền nhá. Chú sẽ đưa tiền cho thằng ăn hết nhá, khoảng 100 nhá. Tiền còn tươi các bạn ơi. Tiền tươi các bạn nhá. 100.000 nhá, thằng ăn hết 100.000 này. Nào. Bắt đầu ăn đi. Ngon không? Ăn nhanh, Thái Văn nhanh được tiền. Sai hả? Sợn bỏ mua. Cậu thủ Thịnh ăn rất nhanh hả? Thịnh béo. Có cay không? À có. Ăn không đủ uống nước nhá. Không uống nước. Ăn thế nó mới đấy, nó mới thể hiện là ăn được nhanh, ăn được nhiều. Ăn nhanh nhanh mua này, ăn điều yếu này không ngon à? Thằng ăn hết thì nhận tiền thì ăn nhanh. Dai các bạn, cái này dai các bạn, không ăn được nhanh. Các bạn ạ, bọn tôi đang quay nhưng mà ở phía xa có nhạc đám cưới nè. Đấy, gió bay tiền nè. À, gió bay tiền được Thuận rồi, chắc là Thuận khả năng ăn xong trước ấy. Tôi nhìn ngoài bọn này, ăn rất thèm. Nhưng mà tôi không được ăn hộ bọn này. Tiền rơi nhé các bạn ạ. Đây. Đây dép đèo tiền cho nó chắc này các bạn ạ. Đây dép đèo tiền đi. Hay lấy kéo. Đây, kéo đèo tiền nhá. Ăn nhanh ô. Ăn nhanh. Còn đây nhường nhau ăn đi, ăn mạnh lên sao nhanh được tiền hôm nay. Lấy gì đi ô. Ba thằng này khả năng không ăn hết các bạn ạ. Gói này không ăn hết này. Ui, Thịnh sao hết rồi. Anh ạ, Thịnh sao hết rồi. Thuận thế, anh bạn Sơn thì ăn rất chậm nhé. Anh bạn Sơn thì người chẳng có gầy, không ăn được nhanh. Không ăn được hết rồi. Không phải không ăn hết thì bị phạt chống đẩy đấy. Không ăn hết phạt chống đẩy 15 cái nhá. Chống đẩy được. Chống đẩy được thì ăn, chống đẩy được thì chống đẩy ăn hết đi. Ăn cho béo. Nhanh Thuận được Thịnh sắp hết rồi à, thằng kia không ăn à? Nó rau, con được. Không hết trong đẩy đấy.
anh bạn Sơn ăn kiểu ngồi ngâm thơ à? Ăn đi. Ăn này còn nhìn nhau nó ăn đi. Ồ. Nhanh hai thằng này sao sắp thắng rồi ạ. Còn mấy chuyện như hai anh em nữa. Đua nhau đi, xem nào thắng trước. Mày to hơn nó rồi, không ăn được nó à? Còn 4 cái à, thích nhờ còn 4 cái à. Thích nhờ, đầy mồm quá. Ăn tham quá các bạn. Thôi luôn rồi. Nhanh. Thợ đuổi đi, ô kìa. Nó lao qua nữa, qua được ngồi cứ ngồi đấy. Anh bạn Sơn này không ăn hết nhá. Đi rửa tay nhá. Thế nhớ ăn này. Anh em ạ. Anh em ngồi gần nó. Ăn đi. Cổ vũ đi, Sơn cổ vũ cho ai? Sơn cổ vũ cho Thuận đi. Ăn quay đi. Quay gần nó, quay này. Ngồi gần gần nó, gần nó nhau, quay này. Rồi đấy, nó còn ngồi thế. Không hết rồi. Sắp hết rồi à. Ngán chưa? Không được chung đẩy, ăn xong rồi chung đẩy sao ạ? Thi xong đã chưa thi xong chung đẩy gì? Ê, vừa ăn vừa quẩy nhá. Vừa ăn vừa quẩy thắng rồi. Chắc là thắng rồi, phần thưởng về số vệ thịnh nhá. Các bạn ạ, chưa hết nha, cho mồm nhuốt hết á. Nhớ hết mới được nhận tiền. Nhà cũng thắng rồi. Thắng rồi, đứng đây. Kết quả là anh bạn Thịnh ăn hết rồi, còn Thuận, Thuận còn gì nữa. Hết thì nhận tiền đi. Đây, anh bạn Thịnh đang nhận là phần thưởng là 100.000 các bạn nhá. Rút được chim đi, hay rút đâu. Đây còn anh bạn Thuận này. Còn miếng nữa, ăn cố đi. Rồi các bạn ạ, bây giờ thằng Sơn này không ăn hết, bây giờ chống đẩy đâu. Bao nhiêu cái? 15 cái nào. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Thấp tay không? 1 2 3 4 15. Thôi được rồi. Đây còn hộp đấy các bạn. Còn hộp không ăn hết thì là tôi sẽ ăn.